xe máy chở bà, tông cụ bà bất tỉnh rồi bỏ trốn. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 5, tại ngã 4 thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà QTL, 65 tuổi, trú tại xã Phúc Thành điều khiển xe đạp điện di chuyển trên đường. Khi đi đến khu vực ngã 4 thôn Tân Thành, thì bất ngờ bị chiếc xe máy tay ga do một nam thanh niên điều khiển, chở theo sau hai người thanh niên khác, và cả ba thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến bà L bị ngã đập đầu xuống đất. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, ba nam thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân đang ở trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi phát hiện sự việc, bà L được người dân đi đường nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người thân sau đó đã xin chuyển bà lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để điều trị trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà của nạn nhân, do bà L bị chảy máu não quá nhiều, không thể tiến hành phẫu thuật nên gia đình đã đưa bà về nhà và thuê thiết bị của bệnh viện để duy trì sự sống cho bà L. Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình có nhờ một hộ dân gần đó trích xuất camera an ninh thì nắm được diễn biến của vụ việc. Phía gia đình người gây tai nạn cũng đã đến hỏi thăm gia đình bà L. Thượng tá Bùi Tiến Trường, trưởng công an huyện Vũ Thư xác nhận sự việc trên và cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an huyện tiến hành điều tra làm rõ. Minh Tuyến, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.